Rồi, ok, xin chào các bác. Thì nhân tiện ấy, hôm nay em có một cái máy V50 của một bác trong nhóm gửi về cho em là xem là tại sao cái con V50 của bác ấy không nhận cái mảnh phụ ấy. Thì em có một con V50 cũng ở đây. Thì con này là con ok này, con nhận màn hình phụ bình thường nhé. Tại vì em đang có cái màn hình phụ ở đây mà. Đấy thì con này ok này, con này là NG này. Thì nay sẽ hướng dẫn các bác là nếu mà khi mà các bác đi mua máy ấy, mà tìm mua con V50 bản Hàn nhé. Bản Hàn thì mới có lắp được màn phụ nhé, mà có ba cái chấu ở đây này. Đấy, có ba cái chấu đây này, thì mới lắp được màn hình phụ nhé. Bản Mỹ không có đâu. Thì thường thường là các bác mua thì sẽ không biết được là cái con máy của mình ấy nó liệu là nó có nhận được màn hình phụ bình thường hay không ấy. Cũng như bác này thôi, bác này không có nhận màn hình phụ này. Thì nếu chưa bác nào mà am hiểu về điện tử một chút ấy, thì cũng có thể là kiểm tra anh em. Thì bác có một cái đồng hồ như này. Thì ở cái nấc thang đo vôn này này, thì em sẽ đo cho các bác xem là ở cái nấc thang đo vôn này thì là cái con ok này nó đang như thế nào nhé. Thì đây này, đấy thì ở con ok này nó là ở hai chân đầu tiên này này, thì nó vẫn không có gì này. Chân thứ ba này cũng không có gì này, chân thứ tư này, à, hai chân còn lại này cũng không có gì nha các bác. Thì đương nhiên là cái con NG này nó cũng thế thôi, nó chả có gì, không có gì, không số vôn nào cả. Đấy, đảo chân cái thứ thì ở cái nấc đo vôn này nó sẽ không có một, nó sẽ không biểu hiện được là ở ba cái chân này nó xuất ra một cái điện áp gì nhé, không có nhé. Thì các bác mở về cái thang đo điện trở ấy các bác. Đấy, đo điện trở này. Đấy, thì cái đồng hồ em nó cũng không được chuẩn cho lắm. Đấy, ở 10 ôm này, nếu mà chập hai que đo là 10 ôm này. Đấy thì ở con ok này này, các bác đo ở hai cái chân đầu tiên này, hai chân đầu tiên nhé. Đấy thì nó sẽ có điện trở khoảng tầm 150 ohm gì đấy. Đấy, 149, 150 ohm gì đấy. Đấy, thì các bác đối chiếu sang. Đấy là cái con NG này này. Đấy, con NG này thì hai chân đầu tiên cũng ok nhé. Cũng tầm khoảng rồi, nó hơi bị lệch các bạn. Đấy thì ở con NG này nó cũng cho cái số ôm là tầm khoảng 149 50 gì đấy. Ok, tiếp theo mình sẽ kiểm tra hai cái chân tiếp theo này, chân đầu tiên và chân cuối cùng này. Đấy, chân đầu tiên và chân cuối cùng thì nó có điện trở tầm khoảng 300 ôm, hơn 300 ôm. Đấy, đối chiếu sang con này. Đấy thì cái con này này, đấy các bác thấy này, khi mà đối chiếu hai chân đầu tiên với chân thứ ba này sang cái con lỗi này này, thì là nó không có cái số ôm nào cả nhé. Có nghĩa nó như kiểu nó bị đứt đấy. Đấy, nó không có gì nhá. Tiếp theo này, hai chân thứ hai và chân thứ ba này của con ok này. Đấy thì nó sẽ tầm khoảng gần 500 ôm. Đấy, gần 500 ôm nhá. Đối chiếu sang đây. Chân thứ hai, chân thứ ba này. Đấy, chân thứ hai và chân thứ ba cũng không có gì các bạn. Thấy chưa? Chân thứ hai và chân thứ ba cũng không có gì nhé. Có nghĩa là chân thứ hai, thứ ba cũng coi như đứt đấy. Đấy thì đấy là cách kiểm tra khi mà bác không không tháo máy, không cần phải tháo máy con V50 này ra. Như con ok này thì đấy các bác thấy đấy, đo các chân nó đều phải có một số ôm ở đó. Như cái chân 1, chân 2 thì tầm 150 ôm này, chân 1, chân 3 này thì là tầm khoảng hơn 300 ôm này, chân 2, chân 3 này thì là tầm khoảng 400 ôm gì đấy. Thì có nghĩa là nó phải có số ôm ở đó nhé. Còn con này thì nó bị mất giữa chỉ có một chân hai là ok thôi, còn chân 1 với chân 3, chân 2, chân 3 thì là nó bị đứt nhé. Thì em cũng đoán là ở trong này nó tiếp xúc không tốt thôi. Thì tới tới đây này, em sẽ tháo con máy hỏng này ra, tháo con V50 hỏng này ra để xem là ở bên trong nó có bị vấn đề gì nhé. Thì em quá trình tháo máy em sẽ không quay lại, nhưng mà tháo máy xong rồi em sẽ quay lại cho các bác xem tiếp nhé. Rồi. Rồi, kia các bác, thì cái con máy mà bị lỗi đây em đã tháo rồi đây, tháo rồi rồi nhé. Thì em cũng theo dự đoán của em ấy là do nó tiếp xúc không tốt thôi, cho nên là em cũng đã đo lại cái điện trở ở cái con V50 hỏng này, mà đo trực tiếp ở trong bên như thế này này, thì nó vẫn ok này. Đây các bác nhìn nhé, chân 1, chân 2 này, đấy nó vẫn tầm 150 ohm này, ok này. Chân 1, chân 3 này, đấy tầm 300 ohm này, ok này, hơn 300 ohm này. Chân 2, chân 3 này, đấy tầm gần 500 ohm này, đấy ok nha các bác. Thì
theo suy đoán của em ấy là do cái việc ở chỗ này này. Đây, các bác nhìn thấy nhá. Ở chỗ này này nó có ba cái chấu ở đây này. Đấy, 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 các bác nhìn thấy không? Ba cái chấu đây này. Thì em nghĩ nó là nó bị thấp quá ấy. Hoặc là một lý do gì đó mà nó không thể tiếp xúc được với cái main kia thì nó mới như thế thôi. Và cách fix thì rất đơn giản thôi, các bác kiếm một cái gì đó các bác nhọn nhọn này, đây như kiểu cái kim cái dao gì đấy, các bác nâng nó lên thôi. Đây ví dụ như cái chân này chẳng hạn, nó hơi thấp nhé, đúng không, hơi thấp này, em cho nhìn nó rõ này. Đây, các bác nâng nó lên xa là nhìn rõ được. Đây, các bác nâng nó lên cao cao chút đấy, như tầm này, cứ nâng cao hết cỡ đi, đừng đừng cao quá được đấy, nâng cao tầm này. Đấy. Ok đây, cái chân này đang có vẻ đang bị lỗi cái chân này này. Đấy, ok. Thế này, như các bác này, em đã nâng rất là cao rồi. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, nâng cao này thì em nghĩ là khi mà lắp vào nó sẽ ok thôi. Đấy. Thì quá trình lắp vào em không quay nữa nhé, em sẽ lắp vào xong rồi ok thì em sẽ thông báo cho các bạn biết tiếp. Đấy thì em nghĩ là tại vì em thấy này, cái máy này thì nó có rất nhiều keo thừa ở đây, keo màu trắng này này, thì em nghĩ là người ta vào keo nó hơi dày ấy, cũng có thể thế thôi, người ta vào keo nó hơi dày dẫn đến là nó bị cao lên hoặc gì đấy thôi, hoặc là do lúc mà hoặc là do lúc mà người ta tháo cái máy này ra này, người ta không để ý ba cái chân này này, người ta nhét cái miếng, người ta nhét cái miếng để mà cậy ra ấy. Nó vào sâu quá, nó làm cái này nó bị bẹt xuống ấy hoặc gì đấy, người ta không biết, không để ý, người ta không nâng lại cái này này, thì nó cũng có thể làm như vậy. Thì em sẽ khắc phục như bằng cách nâng nó lên và sẽ lắp nó lại xem nó ok không nhé. Rồi rồi okay các bác, thì sau khi em vệ sinh những cái keo thừa xung quanh máy ấy, và cấp lắp luôn nữa ấy, thì em lắp vào đây, mặc dù em chưa cần gắn keo nhé, chưa cần gắn keo thì nó đã nhận màn hình phụ rồi. Đây các bác có thể thấy này, nó nhận màn hình phụ bình thường nhé. Đấy, đây là cái con máy NG đấy nhé. Đấy, nhận màn hình phụ bình thường này. Đấy, ok các bác. Rồi đây em sẽ tháo ra cho bác xem. Đấy, đây con máy NG đây. Đấy, và em còn chưa gắn keo luôn các bác. Đấy, mở ra bình thường này. Đấy, thì gắn keo vào thì nó sẽ bình thường lại thôi. Đấy thì em cũng nghĩ là cái con V50 ấy, nếu như mà nó còn cái dây cáp này này, còn cái dây cáp từ cái này xuống đến đây này, mà còn thấy cái main này này có ba dấu chạc, ba cái dấu đồng này này, thì thường thường nó sẽ ít khi nó hỏng lắm. Thường thường là do tiếp xúc không tốt từ cái chấu này thôi, chấu ở chỗ lắp lưng này thôi. Đấy, và thường thường có một cái trường hợp nữa ấy là những ông nào mà dùng máy Mỹ ấy, nhưng mà lại thay cái lắp lưng bằng cái lắp lưng Hàn này, có nghĩa là cái máy Mỹ thì nó không có cái ba cái chấu ngoài này đâu, ở lắp lưng nó không có ba cái chấu này đâu, nhưng mà lại mua cái lắp lưng Hàn về thay vào ấy, thì là nó sẽ thứ nhất là không có cái này, không có cái dây cáp này, không có dây cáp này nhá, thì nó sẽ không có nhận màn hình phụ đâu. Cho nên các bác là nếu mà đi mua V50 mà còn quan tâm đến cái việc mà dùng được màn hình phụ ấy, thì các bác phải chú ý nhé, là nếu có màn hình phụ để test thì nó tốt nhất, nhưng mà không có màn hình phụ để test thì có thể đo ôm như em vừa đo đấy. Và ở một trường hợp nữa ấy, đó là các bác mua cái màn hình phụ này ấy, thì các bác cũng không biết là liệu màn hình phụ nó có còn ngon hay không ấy, thì cũng bằng cách đo ôm thôi, các bác cũng có thể đo được là liệu cái màn hình phụ nó còn ngon hay không. Thì đây cái màn hình phụ này em vừa vừa mới đấy, em vừa mới lắp vào cho các bác xem đấy, là nó bình thường nhé, thì em sẽ đo cái ôm nó xem nó như thế nào. Đây thì các bác có thể thấy này, chập hai cái đo này, đấy tầm 2 ôm. Đấy thì bây giờ mình sẽ đo chân 1 và chân 2 này, chân 1 chân 2 đấy. Đấy thì nó sẽ có tầm khoảng là 0,9 mê ạ, 0,9 mê ôm nhé, 0,9 mê chứ không phải là ôm đâu nhé. Đấy, tầm khoảng 10 mê, à 1 mê. Đấy, tầm khoảng 1 mê. Và vào chân 1 và chân 3 này. Chân 1 và chân 3 thì tầm khoảng hơn 300 ôm. Đấy, còn chân 2 và chân 3 này.
chân 2 với chân 3. Đấy, chân 2 với chân 3 thì nó tầm khoảng hơn 20. Đấy, hơn 20 nhá các bác nhé. Đấy, thì cái cách này chỉ là áp dụng cho cái con V50 thôi. Và cái màn hình phụ của con V50 thôi nhé. Còn màn hình phụ của con như con khác như Velvet, rồi V50S, G8X, rồi V60 thì sẽ không áp dụng được cách này nhé. Này chỉ áp dụng cho V50 thôi. Và em thấy là con V50 nó vẫn là cái con mà được nhiều anh em sử dụng nhất hiện tại bây giờ ấy. Em thấy chỗ nào cũng có V50. Thế cho nên các bác nào mà mua màn hình phụ mà quan tâm đến nó dùng được cái không, hoặc là mua máy V50 mà quan tâm màn hình phụ ấy, có thể dùng màn hình phụ ấy, thì là các bác chú ý nhé. Phải có đồ test thì càng tốt, mà không có đồ test thì các bác có thể mang cái đồng hồ đo ôm này đi, các bác đo được. Đấy, nói chung là nó cũng rất là đơn giản thôi. Rồi, ok, chào các bác.